Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Phương Nam Mobile. Hôm nay thì em có một số mã thanh lý cho anh em nào có nhu cầu về mua điện thoại thì theo dõi hết clip để biết được những sản phẩm mà bên em hiện đang bán và giá sản phẩm. Anh em nào ưng sản phẩm nào thì liên hệ qua Zalo 0368 6022 để được tư vấn nhé. Đầu tiên là giới thiệu cho anh em là chiếc Samsung Note 8 này, đặt hàng 2 SIM cho anh em nhé. Hình thức rồi, à, đẹp. Samsung Note 8 bản hàng 2 SIM. RAM con này là 6GB nha anh em nhé. Bộ nhớ 64GB, màn 6.3 rất là rộng. Đây. Chụp ảnh nét căng. Đó. Em nhé. Màn con này 2K 6.3 inch. 2K AMOLED, Super AMOLED. Đó. Chạy chip Exynos 8895. 8 nhân 64 bit. Camera thì con này có hai camera 12 chấm anh em nhé, quay phim 4K zoom quang học. Camera trước là 8 chấm, pin con này là 3300 mAh nhé. Em thấy con này thế nào? Con này nó là dòng đời cao rồi, giá con này là 6 triệu ba anh em nhé, dòng đời cao rồi anh em nhé. Máy zin đẹp, à, hình thức đẹp như này. Duy nhất một cây anh em nhé, hôm qua thì em có về được 5 cây nhưng mà anh em qua cửa hàng mua mất 4 cây rồi, hôm qua có cả đen, hôm nay còn trực tiếp còn mỗi một cây này thôi. Anh em nào nhanh tay thì đặt hàng nhé. Có những bên người ta, em xin nói với anh em, chia sẻ với anh em là có những bên người ta bán đắt hơn, cũng có những bên người ta bán rẻ hơn, đấy tùy anh em vào tin tưởng bên nào thôi. Những bên đắt hơn thì ví dụ như người ta bán bảo hành dài thì người ta bán đắt hơn tầm độ trên 7 triệu thì cũng đúng thôi, người ta bán bảo hành dài. Đó, còn em bán là bao test 1 tuần lỗi 1 đổi 1 anh em nhé. Máy zin này anh em hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo là Samsung Note FE. Samsung Note FE thì bên em cũng có hai màu. Hai màu anh em nhé. Đen và trắng. Đó. Samsung Note FE. Hai màu đen và trắng. Con này thì giới thiệu với anh em khá là nhiều rồi. Anh em nào có nhu cầu con Samsung Note FE này thì liên hệ em qua Zalo 0368 6022 nhé. Nếu mà anh em nào chưa xem những cái video trước ấy thì hôm nay em giới thiệu lại một lần nữa qua qua cho anh em. Đó là con Samsung Note FE này là bản Hàn, chạy bằng phần mềm 2 SIM anh nhé. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Camera của nó là 12 chấm và 5 chấm, màn 5.7 inch anh em nhé. 5.7 inch và 5.7 inch, màn cong ấy nhá anh em nhé. Đây, chân sạc Type-C này. Đó, pin con này là 3.200 anh em nhé, giá là 3.700.000. Đó, 3.700.000 anh em nhé, hình thức đây. Có hai màu trắng và vàng nhé anh em nhé. Đó. Anh em thích lấy màu nào lấy. Tiếp theo là Samsung J7 Pro. Đó, J7 Pro RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Con này chạy 2 SIM anh em nhé, cũng bằng phần mềm bản Hàn. Này là 2 triệu 8 anh em nhé, duy nhất một cây màu gold. Anh em nào thích J7 Pro thì liên hệ với em nhé. Bên em giá công khai, thuận mua vừa bán, anh em nào cảm thấy phù hợp với nhu cầu của mình, đúng với sở thích của mình thì mua thôi. Con này là J530 anh em nhé, 32GB, bộ nhớ 32GB, bản Hàn J530. Con này thì phải phải một tí. Đó, phải phải một tí anh em. 2 triệu anh em nhé, J530. Con này là Samsung Y2, 1 triệu 650. Samsung Y2, 1 triệu 650, màn khá là to. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là Xiaomi, Redmi 4A. Redmi 4A anh em nhé. Đó. Xiaomi Redmi 4A. Con này chạy 2 SIM anh em nhé. Lần đầu tiên bán Xiaomi 2 SIM. Con này như cấu hình hơi thấp thì anh em ít mua, em còn 3 chiếc thôi. Xiaomi Redmi 4A. RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, chạy 2 SIM. Pin của nó 3100, hơn 3100, 3120 anh em nhé. Màn 5 inch. Màn 5 inch anh em nhé. Camera của nó là 13 chấm và 5 chấm. Camera 13 chấm và 5 chấm anh em nhé.
Giá con này thì còn ba cây này em thanh lý giá 1 triệu 2 anh em nhé. Xả kho 1 triệu 2 anh em nhé. Theo đến Sony Sony XZ1 đây lồng bảng Sony XZ1 màu xanh. Đó, bản quốc tế nhá. Máy zin đẹp. Xanh con này khá là đẹp, RAM 4GB bộ nhớ 64GB. Chạy chip Snap Dragon 835. Đó. Màn con này 5.2 anh em nhé. Thiết kế khá là đẹp, cầm nắm chắc đẹp. Camera của nó 19 chấm và 13 chấm. Một sim. Pin 2007. Đó, pin 2007. Thiết kế đẹp không anh em? Quá đẹp. Giá của nó là 3 triệu 8 anh em nhé. 3 triệu 8 Sony XZ1. Đó. Còn duy nhất một cây Sony XZ2. Sony XZ2 bóng đẹp không anh em? Đó, Sony XZ2 này RAM 6GB nhá, bộ nhớ 64GB, 2 SIM, màn 5.7 inch, đấy, màn hình giọt nước. Đó, 5.7 inch nhá anh em nhá. Màn 5.7 inch, đó. Camera của nó là 19 chấm và 5 chấm. Chạy chip Snapdragon 845, con chip này thì mạnh lắm anh em ạ. Anh em yên tâm thoải mái chơi game các thứ yên tâm. Giá con này thì 5 triệu rưỡi anh em nhé, 5 triệu rưỡi. Tầm RAM 6GB này thì có bên em có hai con, đó là Note 8 và XZ2. Đó. Còn Note 8 này thì hai cũng hai SIM, RAM 6GB bộ nhớ 64GB. 6 triệu 3, còn con XZ2 này RAM 6GB bộ nhớ 64GB. Của nó là 5 triệu rưỡi anh em nhé. Khá là đẹp. Fan Sony. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là Oppo. Oppo F3 Lite. Đó. Oppo F3 Lite nha anh em nhé. Hay còn gọi là A57 đấy. RAM 3GB bộ nhớ 32GB. Camera của nó là 16 và 13 chấm. Màn 5.2 inch anh em nhé. Chạy chip Snapdragon 435. Hai SIM hai sóng. 4G càng đắt. Pin 2009 anh em nhé. Giá con này chỉ 1 triệu 850 thôi. Anh em nào thích Oppo thì liên hệ với em nhé. 1 triệu 850. Bên em thì dùng duy nhất một số điện thoại 0368 60222. Số điện thoại này là số điện thoại chính chủ của em, Bùi Phương Nam. Đó, anh em nào mua hàng thì có thể liên hệ qua Zalo. Cũng như gọi điện, nếu có gọi điện máy bận thì anh em có thể liên hệ qua Zalo, nhắn tin qua Zalo. Em sẽ gọi lại hoặc là em sẽ trả lời anh em. Đó. Hình thức mua hàng bên em là cọc cho em phí vận chuyển 50.000 bằng thẻ Vina hoặc Viettel. Cái tiền thẻ này bên em sẽ gửi và thanh toán tiền phí vận chuyển. Nhận hàng thì anh em được kiểm tra hàng, test hàng ok thoải mái thì thanh toán tiền máy nhé. Có nghĩa là anh em thanh toán tiền máy sau ấy. Cọc trước chỉ là tiền phí vận chuyển thôi anh em ạ. Tiếp theo là 6S Plus 64GB nhá, bản quốc tế nhá. Màu hồng. Một cây duy nhất màu hồng. Cái này bán 4 triệu rưỡi anh em nhé. Hình thức đây. Đó. Anh em nào muốn xem chi tiết hình thức nữa thì nhắn tin qua Zalo, em chụp ảnh em gửi cho anh em. Đó. Đó. Hình thức phẩy phẩy. Tiếp theo thì hôm nay em về nhiều, rất là nhiều 5S. Khá là nhiều luôn. Anh em lấy số lượng thoải mái. Nhưng mà màu trắng nhiều, còn những màu khác thì ít. Em lấy số lượng thoải mái. Đây để em thì trưng bày một ít cho anh em thôi. 5S nhá. 16GB bản quốc tế. Đó. 5S 16GB bản quốc tế anh em nhé. Giá này là 1 triệu 350 nhé. Anh em đang bán 5C tầm giá đó đấy. Thì em bán 5S. Có vân tay đầy đủ nhé. Bản 16GB quốc tế. 1 triệu 350. Anh em nào mua hàng thì liên hệ qua Zalo em nhé. Có đủ màu. Trắng nhiều. Vàng với đen ít. Tiếp theo là Sony Z5. Sony Z5 thì loại đẹp bên em đang bán là 1 triệu 450 anh em nhé. Sony Z5 loại đẹp 1 triệu 450. Đó. Tiếp theo nữa là Sony XZ. XZ thường nha anh em nhé. XZS thì em điều hàng mãi về không thấy có. XZ thường, hồng nhiều. XZ thường 1 triệu 850, hình thức đẹp 9899. Đó. Còn loại xấu là 1 triệu 550 anh em nhé. Loại xấu là 1 triệu 550. Sony XZ thường. Đó.
RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, chạy chip Snapdragon 820. Rồi nốt con Sony X-Performance cũng RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, chạy chip Snapdragon 820. Màn bé hơn tí, cam kém hơn tí. Con này thì giới thiệu suốt ngày cho anh em rồi, video nào cũng có rồi. Mấy con Sony này thì nhà em nhiều hàng vô bờ bến, anh em đặt số lượng bao nhiêu cũng có. Con này giá của nó là 1.350.000 anh em nhé, hình thức 95-96%. Đó. Tiếp theo là HTC U11 2 SIM, còn duy nhất một cây màu xanh anh em nhé. Con này là màn 5.5 inch, màn 5.5 inch anh em nhé. Đó, màn 5.5 inch, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chạy chip Snapdragon 835, pin 3000. Camera của nó là 16 và 12 anh em nhé, 3.5 triệu, duy nhất một cây màu xanh. Đó. Theo là Google Pixel XL thì hai cây đen trắng, giá 2.6 triệu. Đó, cái này dòng Google thì thường nó hỗ trợ Android rất là tốt, bây giờ nó đang là Android 9 anh em nhé. RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Đó. Camera 12 chấm và 8 chấm. Camera của Google thì anh em có nhu cầu chụp ảnh, quay vlog, video các thứ, giữ lại khoảnh khắc cho con cái thì camera của Google nó là tuyệt vời anh em ạ. 12 chấm và 8 chấm nhưng mà nó thuộc đẳng cấp khác rồi. Đó. Pin con này là 3400 anh em nhé, 3450. Khá là trâu bò. Pin 3450, màn 5.5 inch rộng. 5.5 inch nhá anh em nhá. Chỉ 2.6 triệu thôi. Đó, chỉ 2.6 triệu. Hình thức đẹp nha anh em nhá. 98%, 99%. Đây. Google Pixel 2XL. Con này thì màn ấy hơn, rộng hơn. Đó. To hơn, rộng hơn. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Chạy chip Snapdragon 835, màn của nó là rộng hơn là 6 inch. Bên tay đằng sau này. Camera thì con này nhịn hơn một tí thôi, 12.3 và 8 chấm. Nhưng mà camera của Google thì nó hỗ trợ nhiều thứ lắm. Pin con này cũng chỉ nhịn hơn một tí là 3520 mAh. Đó. Con này giá 5 triệu anh em nhé, duy nhất một cây màu trắng. Đó. Tiếp theo là Google Pixel 1. Con này RAM 4GB, màn bé, pin trung bình. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chạy Snapdragon 835, màn 5.2 inch. Camera của nó là 19 chấm và 13 chấm. Một SIM. À đâu, đây em nhớ nhầm sang con XZ1 rồi, xin lỗi anh em nhé, nhiều mày quá, loạn hết cả lên. Con này là chip Snapdragon 821 nhá, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, màn 5 inch nhá anh em nhá. Giới thiệu lại anh em lần nữa, con này là Google Pixel 1, chạy chip Snapdragon 821, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Đó, màn 5 inch, camera 12 chấm và 8 chấm, quay video 4K. Pin con này là 2770. Xin lỗi anh em, nhớ nhầm, nhiều máy quá, nhớ loạn hết cả lên. Con này bán giá là 1.950.000 nhá, chứ em bán giá 2.1 đó. Danh lý anh em còn hai cây 1.950.000. Anh em nào nhanh tay thì liên hệ qua Zalo 0368 6022 để được tư vấn nhá. Đó, hôm nay thì bên em có một số mã này thôi. Thì cuối video em nhắc lại với anh em một chút. Đó là số điện thoại chính chủ của em là 0368 60 42, từ quý 2. Anh em mua hàng thì vui lòng cọc giúp em cái thẻ Vina 50 hoặc Viettel 50, chụp ảnh gửi qua Zalo cho em hoặc đọc mã nạp và series cho em, em gửi lên hệ thống để thanh toán tiền phí vận chuyển nhé. Nhận hàng anh em được kiểm tra hàng và thanh toán tiền máy sau nhé. Đó, video hôm nay của em đến đây thôi, xin chào tạm biệt anh em nhé.